Thưa quý vị, chương trình hôm nay đang tiếp tục cập nhật đến quý vị những tin tức nóng bỏng nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Và trước tiên là những tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Xin chào các bạn, nhắc đến những quốc gia từng viện trợ cung cấp và bán vũ khí cho Việt Nam cả trong thời chiến và thời bình. Chắc hẳn cái tên mà ai cũng nghĩ đến đầu tiên chính là người anh cả Liên Xô, nay là người bạn, người anh chí tình, chí nghĩa Nga. Quả thực là như vậy. Từ những năm tháng chiến tranh khói lửa cho đến khi hòa bình độc lập, Nga vừa là bạn người Anh, vừa là đối tác tin cậy của Việt Nam trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là quân sự. Tuy nhiên, cùng với Nga thì một số quốc gia khác đặc biệt cũng từng là nhà cung cấp vũ khí cho Việt Nam, thậm chí không phải vũ khí bình thường mà là một loại tên lửa sở hữu sức mạnh hủy diệt, đó chính là Triều Tiên. Nổi tiếng là quốc gia bí ẩn nhất hành tinh, cho nên các cuộc giao dịch, nhất lại là giao dịch vũ khí với nước này luôn cực kỳ hiếm thông tin trên các kênh truyền thông. Tuy nhiên, qua những tài liệu ít ỏi ghi chép được thông tin về những cuộc chuyển giao vũ khí giữa ta và anh bạn Triều Tiên dần được hé lộ, và nó đã khiến cho bất cứ ai khi biết đến sự kiện này đều phải bất ngờ với cách mà Triều Tiên đã cung cấp vũ khí cho Việt Nam. Chi tiết về sự kiện này sẽ được chia sẻ và bàn luận trong video ngày hôm nay. Mời các bạn cùng theo dõi. Trước tiên, hãy cùng chúng tôi nhìn lại lịch sử mối quan hệ với nhiều thăng trầm giữa hai đất nước Việt Nam, Triều Tiên. Sau Trung Quốc và Liên Xô, Triều Tiên là quốc gia thứ ba thiết lập quan hệ ngoại giao sớm nhất với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước chính thức bắt đầu từ năm 1950. Sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao, hai nước đã thường xuyên giúp đỡ nhau trên nhiều phương diện, nhất là kinh tế và quân sự. Trong những năm tháng chiến tranh Việt Nam, Bình Nhưỡng là một trong số những quốc gia viện trợ cho tiền tuyến miền Bắc của ta, vũ khí, quần áo, đạn dược. Về kinh tế, trong những năm 1966 đến năm 1969, mỗi năm Triều Tiên trợ giúp cho Việt Nam khối lượng sản phẩm công nghiệp có giá trị lên tới 20 triệu rúp, bao gồm xi măng, thuốc men, phân bón, thép, vải. Thời điểm đó, với một nước nhỏ như Triều Tiên thì giá trị khối sản phẩm công nghiệp này là không nhỏ. Đầu những năm 1960, không quân Mỹ ngày càng leo thang căng thẳng và bắn phá miền Bắc ác liệt. Khi đó, chúng ta đã được người anh cả Liên Xô viện trợ nhiều loại máy bay hiện đại của thời đó. Lực lượng không quân Việt Nam đã nhanh chóng tiếp nhận, làm chủ các chiến đấu cơ này và bắn hạ rất nhiều máy bay ném bom siêu tối tân của không lực Hoa Kỳ trên bầu trời miền Bắc, lập nên những thành tích vô tiền khoáng hậu, khiến cả thế giới phải giật mình ngưỡng mộ, trong đó có Triều Tiên. Ngay lập tức, lực lượng không quân Triều Tiên đã quyết định cử gần 100 phi công trẻ và sĩ quan sang Việt Nam học tập kinh nghiệm chiến đấu. Sau khi nắm được kỹ thuật, một số phi công Triều Tiên đề nghị được ra trận chiến đấu như không quân Việt Nam. Các phi công Triều Tiên tham gia chiến đấu chủ yếu trên vùng trời ven Hà Nội như Vĩnh Phúc, Hải Dương và Hưng Yên. Tuy nhiên, thực tế luôn khắc nghiệt hơn lý thuyết rất nhiều. Tháng 9 năm 1965, khi đánh chặn cuộc oanh tạc của máy bay Mỹ ở vùng sân bay Kép, một người lính Triều Tiên 19 tuổi đã anh dũng hy sinh trong những trận không chiến ác liệt. Năm 1967, thêm 12 phi công Triều Tiên hy sinh, người thứ 14 nằm xuống đầu năm 1968. Một số nguồn tin cho biết, sơ kết đợt đầu chiến đấu năm 1966 đến năm 1969, không quân Việt Nam bắn rơi 222 máy bay Mỹ, bắt sống 51 phi công. Trong đó, các chiến sĩ không quân Triều Tiên đã bắn rơi 26 máy bay. Đây có thể xem là thời kỳ đỉnh cao trong quan hệ ngoại giao Việt Nam-Triều Tiên. Sự chia rẽ sâu sắc trong nội bộ các quốc gia xã hội chủ nghĩa giai đoạn sau đó đã khiến mối quan hệ Việt Nam-Triều Tiên xấu đi. Bình Nhưỡng khi đó do phụ thuộc khá lớn vào nguồn lực từ Bắc Kinh nên đã nghiêng về phía Trung Quốc và ủng hộ Trung Quốc về vấn đề thành lập một liên minh các quốc gia cộng sản châu Á-Trung Quốc, Triều Tiên, Việt Nam, Lào, Campuchia. Tuy nhiên, chúng ta khi đó không ủng hộ ý tưởng này. Bối cảnh lịch sử lúc đó cũng khá phức tạp khi Việt Nam luôn đặt niềm tin tưởng vào người anh cả Liên Xô. Trong khi đó, Trung Quốc và Liên Xô lại chia rẽ sâu sắc, hai hướng đi khác biệt nhau đã khiến mối quan hệ Việt-Triều xuất hiện vết nứt. Và cũng chính từ vết nứt này mà về sau năm 1979, khi xảy ra chiến tranh biên giới Tây Nam chống Khmer Đỏ, Triều Tiên đã ủng hộ chế độ Pol Pot, từ chối công nhận Cộng hòa Nhân dân Campuchia, thậm chí còn cho Norodom Sihanouk, một trong những người đứng đầu nhà nước Khmer Đỏ, tị nạn tại nước này. Hành động này như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mối quan hệ Việt Nam-Triều Tiên, tưởng như đã trở thành dấu chấm hết cho tình bạn hữu nghị giữa hai nước. Phải tới năm 1989, sau khi Việt Nam rút quân khỏi Campuchia, mối quan hệ ngoại giao giữa Bình Nhưỡng và Hà Nội mới được cải thiện và bắt đầu ấm dần lên.
Giữa những năm 1990, hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Triều Tiên trở nên vô cùng nhộn nhịp, sôi động thông qua các chuyến thăm cấp cao của hai quốc gia. Đây cũng là giai đoạn Việt Nam đang từng bước vượt qua khủng hoảng sau chiến tranh, xây dựng đất nước theo hướng đổi mới đã được đề ra trong nghị quyết 1986, mặc dù đất nước bị tàn phá nặng nề cùng hậu quả của chiến tranh thời bao cấp. Tuy nhiên, sau 25 năm hội nhập và phát triển, nền kinh tế nước ta đã đạt được nhiều thành tựu, đặc biệt là trong nông nghiệp. Từ một nước mà người dân phải ăn cơm lụm với khoai, sắn, thì tới nay chúng ta thậm chí còn nằm trong top đầu những quốc gia xuất khẩu gạo nhiều nhất thế giới. Thời điểm dịch bệnh Covid-19 khiến bao quốc gia rơi vào cảnh khủng hoảng lương thực, nhưng người dân Việt Nam không những vẫn đủ gạo ăn mà còn có gạo để xuất khẩu. Sự vươn lên ngoạn mục sau những đổ nát kinh hoàng của chiến tranh như một minh chứng hùng hồn cho lời tuyên bố năm xưa của Bác. Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá, song nhân dân Việt Nam quyết không sợ. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Trong khi đó, Triều Tiên mặc dù là đất nước luôn phải đối mặt với nạn khủng hoảng lương thực, những thứ mà họ chọn để phát triển sức mạnh đất nước không phải là nông nghiệp mà là các loại hình công nghiệp và vũ khí, với một phần mục đích nhằm đánh bại người anh em phía Nam của mình. Giai đoạn những năm 60 của thế kỷ trước, Triều Tiên đón nhận rất nhiều đoàn chuyên gia đến từ Liên Xô và Trung Quốc để truyền dạy các công nghệ công nghiệp nhiệt luyện kim, chế tạo máy, thậm chí là chế tạo vũ khí. Bởi vậy mà ngày nay, mặc dù là một đất nước cực kỳ khép kín và gần như đóng cửa hoàn toàn với thế giới bên ngoài, nhưng Triều Tiên vẫn được đánh giá là quốc gia sở hữu kho vũ khí rất đáng gờm. Ngoài năng lực chế tạo các loại súng pháo và phương tiện vận tải, Triều Tiên còn có khả năng làm chủ công nghệ sản xuất tất cả các bộ phận của tên lửa, trong đó có công nghệ sản xuất tên lửa liên lục địa. Đây chính là thứ vũ khí khiến cả thế giới lo sợ, đặc biệt là Hàn Quốc và Nhật Bản, bởi vì nó có thể mang theo đầu đạn hạt nhân. Thế nhưng, cũng chính vì mải mê phát triển vũ khí lại cộng thêm việc địa hình quốc gia này chủ yếu là đồi núi, không thuận lợi để phát triển nông nghiệp, cho nên vấn đề an ninh lương thực của Triều Tiên luôn trong tình trạng báo động. Sự cấm vận gay gắt của nhiều quốc gia khiến Triều Tiên chỉ có thể tiếp cận với nguồn lương thực từ một vài nước trong khối xã hội chủ nghĩa mà chủ yếu cũng chỉ có Trung Quốc và Việt Nam, đồng thời nhận gạo từ nguồn viện trợ. Tuy nhiên, trong khi đồng tiền của Triều Tiên không có giá trị thực tiễn trong thanh toán quốc tế, bản thân họ cũng không có nhiều ngoại tệ để thanh toán cho bên bán gạo. Do đó, để khắc phục những khó khăn này, chúng ta đã đề nghị họ đổi một số mặt hàng thế mạnh của họ lấy gạo của chúng ta. Trong số đó, vũ khí được ưu tiên hàng đầu. Như vậy, hai nước đã từng đổi gạo để lấy vũ khí. Sau quá trình này diễn ra, Việt Nam đã có trong tay các loại vũ khí rất tiên tiến. Vào thời điểm đó, loại vũ khí mà Việt Nam mua được của Triều Tiên thông qua hình thức đổi gạo lấy vũ khí được cho là các tên lửa đạn đạo tầm ngắn Hwasong của Triều Tiên. Nhiều khả năng đó là tên lửa đạn đạo Hwasong 6 do Triều Tiên phát triển trên cơ sở dòng tên lửa R-17 Elbert của Liên Xô hay NATO, thường gọi là Scud. Với Hwasong 6, NATO định danh chúng là Scud-C hay Scud-MOD-C. Tên lửa Hwasong 6 có chiều dài 12m, đường kính thân 0,88m, sử dụng động cơ rocket nhiên liệu lỏng với đường kính ước tính từ 500 đến 550 km, bán kính lệch mục tiêu khoảng 700 đến 1000m. Giới quân sự quốc tế cho rằng tính tới năm 1999, Triều Tiên sẽ sản xuất 600 đến 1000 Hwasong 6, trong đó 300 đến 500 quả được xuất khẩu cho không chỉ Việt Nam mà là cả Iran, Syria, Yemen. Cùng với Scud-B của Liên Xô đã chuyển ra trước đó, đây chính là loại tên lửa đạn đạo khá hiện đại vào thời điểm đó và vẫn còn mang đủ tính răn đe ngay cả trong thời kỳ hiện nay. Trước đó vào năm 1997, cũng theo hợp đồng đổi gạo lấy vũ khí, Việt Nam đã nhận về hai chiếc tàu ngầm mini lớp Yugo của Triều Tiên. Hai tàu này đậu tại Vịnh Cam Ranh, nơi chúng được bảo trì và sửa chữa. Được biết, con tàu này có lượng choáng nước 90 tấn khi nổi và 110 tấn khi lặn. Yugo dài 20m, rộng 3,1m, mớn nước là 4,6m, tốc độ 10 hải lý một giờ khi nổi và 4 hải lý trên giờ khi lặn liên tục. Sử dụng một động cơ diesel MTU 320 mã lực cùng một động cơ điện dự bị. Ngoài ra, tàu Yugo còn trang bị hai ống phóng ngư lôi loại 406mm và biên chế 4 thủy thủ cùng từ 6 đến 7 lính đặc công nước. Do là tàu ngầm nhỏ nên Yugo chủ yếu dùng để huấn luyện chiến đấu cho đặc công nước là chính, có khả năng tác chiến. Tuy nhiên, nó cũng được xem là phương tiện cơ bản để Hải quân Việt Nam có thể nghiên cứu, thực hành, tạo ra các lý thuyết tàu ngầm cơ bản và sau này quyết định bước đi lớn hơn khi đặt mua các tàu ngầm Kilo của Nga.
Như vậy là qua các chia sẻ trên đây, các bạn đã biết cách thức trao đổi vũ khí giữa ta và Triều Tiên trong lịch sử, cũng như vì sao hai nước lại thống nhất lựa chọn cách thức này. Hiểu nôm na thì nghĩa là họ có cái ta cần và ta cũng có cái mà họ cần, cho nên vừa là trao đổi cũng vừa là giúp đỡ nhau cùng vượt qua khó khăn, phải không nào? Thưa quý vị và các bạn, sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới Đài Loan, Trung Quốc thông báo kế hoạch tập trận tại 6 khu vực xung quanh hòn đảo, Sputnik dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc đưa tin quân đội của Bắc Kinh đang trong tình trạng báo động và sẽ thực hiện một loạt các động thái đáp trả về mặt quân sự. Ngoài ra, Sputnik cho hay Trung Quốc sẽ tập trận tại 6 khu vực xung quanh Đài Loan từ ngày mai đến 3 ngày tiếp theo. Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Miền Đông Trung Quốc tuyên bố sẽ bắn thử tên lửa mang đầu đạn phi hạt nhân. Vụ phóng thử sẽ diễn ra như một phần của cuộc tập trận quân sự lớn hơn diễn ra vào tối qua, bao gồm các cuộc diễn tập chung trên biển và trên không, cũng như bắn phá tầm xa ở eo biển Đài Loan. Các tuyên bố của Bắc Kinh đưa ra trong bối cảnh Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi cùng một nhóm nghị sĩ tối ngày 2 tháng 8 đã hạ cánh xuống một sân bay ở Đài Bắc, Đài Loan. Sau khi máy bay hạ cánh, bà Pelosi cho biết chuyến thăm của phái đoàn Quốc hội Mỹ tới Đài Loan nhằm khẳng định cam kết ủng hộ đối với hòn đảo. Người đứng đầu Hạ viện Mỹ cũng nhấn mạnh sự đoàn kết của Mỹ với đảo Đài Loan hiện nay quan trọng hơn bao giờ hết. Bà cũng khẳng định chuyến thăm không đi ngược lại chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ trích chuyến thăm của bà Pelosi, đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc một Trung Quốc. Nó có tác động nghiêm trọng đến nền tảng chính trị của quan hệ Trung-Mỹ và xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc. Trung Quốc cũng cáo buộc chuyến thăm của bà Pelosi làm ảnh hưởng tới hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan, đồng thời gửi tín hiệu sai lầm nghiêm trọng tới các lực lượng ly khai ủng hộ Đài Loan độc lập. Bắc Kinh đồng thời kêu gọi Washington không bước tiếp trên con đường sai lầm và nguy hiểm. Trung Quốc coi Đài Loan là lãnh thổ không thể tách rời, phải thống nhất bằng ngoại giá, kể cả dùng vũ lực. Trong khi đó, Nhà Trắng vào cùng ngày tuyên bố chuyến thăm của bà Pelosi 100% phù hợp với nguyên tắc một Trung Quốc và không phải là động thái vi phạm chủ quyền. Ý kiến của các bạn về vấn đề này như thế nào? Hãy chia sẻ với chúng tôi trong phần bình luận của video nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Kính chào và hẹn gặp lại!